Xin chào các bạn. Gần đây, chúng ta thường nghe tới câu chuyện Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Sự thật là như thế nào? Nguyên nhân phía sau là gì? Tại sao họ muốn ly khai khỏi Trung Quốc? Hôm nay, chúng tôi sẽ tìm hiểu nguồn gốc lịch sử để giúp mọi người hiểu rõ. Chúng ta cùng đi nào. Vào năm 1759, nhà Thanh tiến hành mở rộng lãnh thổ về phía Tây và thành công trong việc chinh phục Hán quốc Dung Ga do người Mông Cổ cai trị từ thế kỷ 17. Sau đó, Hoàng đế Càn Long đã ra lệnh diệt chủng người Dung Ga, cộng với dịch bệnh đã dẫn đến sự biến mất gần như hoàn toàn của dân tộc này. Kể từ đó, người Duy Ngô Nhĩ cùng các dân tộc khác tại đây trở thành thân dân, nằm dưới sự cai trị của nhà Thanh. Mặc dù có một vài cuộc nổi dậy của người địa phương, nhưng chỉ như trứng chọi đá, bị triều đình nhà Thanh đàn áp. Năm 1884, khu vực này được đổi tên thành Tân Cương, nghĩa là biên giới mới, chính thức sáp nhập thành một phần của Trung Quốc. Năm 1912, sau cách mạng Tân Hợi, triều đình nhà Thanh sụp đổ và được thay thế bởi Trung Hoa Dân Quốc. Duân Đa Hùa, người đứng đầu Tân Cương dưới thời nhà Thanh bỏ trốn, và cấp dưới của ông ta là Giang Gen Xin trở thành người cai trị mới. Ông ta đi theo chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và được phép kiểm soát Tân Cương như một vùng tự trị cho tới khi bị ám sát năm 1928. Sau đó, Kim Thụ Nhân lên nắm quyền. Người này tỏ ra là một kẻ độc tài và phân biệt chủng tộc. Ông ta tịch thu đất của người Duy Ngô Nhĩ chia cho người Hán, dẫn đến những cuộc nổi dậy chống lại sự áp bức. Năm 1933, người Duy Ngô Nhĩ đã giành chiến thắng và thành lập nước Cộng hòa Đông Turkestan. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và bị quân đội Trung Hoa Dân Quốc đánh dẹp. Sau đó, Thịnh Thế Tài lên nắm quyền tại Tân Cương. Ông ta trở thành một trong những lãnh chúa quyền lực trong thời kỳ Trung Quốc phân chia thành các phe phái. Để củng cố quyền lực, Thịnh Thế Tài đã nhờ sự giúp đỡ quân sự từ Liên Xô và cho phép họ khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô gặp một vài thất bại trước phát xít Đức năm 1943, ông ta lại quay sang trung thành với Trung Hoa Dân Quốc. Đến năm 1944, Liên Xô đánh bại Đức ở mặt trận phía Đông. Thịnh Thế Tài lại quay sang nhờ họ giúp đỡ, nhằm giành lại quyền kiểm soát Tân Cương. Lần này, Liên Xô từ chối vì biết người này lòng dạ khó lường. Khi đó, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã cử thuộc hạ trung thành nắm giữ Tân Cương. Liên Xô chuyển sang hỗ trợ người Duy Ngô Nhĩ nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Hoa Dân Quốc. Họ giành chiến thắng và thành lập lên nhà nước Cộng hòa Đông Turkestan lần thứ hai. Chính phủ này tồn tại được 5 năm, sau đó bị quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc loại bỏ cùng với Trung Hoa Dân Quốc năm 1949. Như vậy, người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã hai lần nổi dậy và tạo nên nhà nước riêng cho mình. Chính phủ Trung Quốc nghi ngờ sự trung thành của họ sau khi hợp nhất, nên đã thắt chặt kiểm soát ngay từ đầu. Sở dĩ Trung Quốc coi trọng khu vực Tân Cương vì tại đây rất giàu tài nguyên năng lượng, thứ mà họ rất cần cho nền kinh tế đang phát triển nhanh. Ngày nay, than chiếm 40%, dầu mỏ và khí đốt, cả hai đều chiếm 1/3 trữ lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, còn có rất nhiều khoáng sản quý giá khác như vàng, đồng, đá quý, vân vân. Vì vậy, Trung Quốc muốn kiểm soát chặt chẽ khu vực Tân Cương để đảm bảo việc khai thác tài nguyên thuận lợi. Từ những năm 1950, họ bắt đầu đưa nhiều người Hán tới định cư để hạn chế sự nổi loạn của người Duy Ngô Nhĩ. Đến năm 2008, số người Hán đã tăng lên từ 6% lên 39% trong khu vực. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc cũng chủ động tuyển mộ người Hán làm việc trong các doanh nghiệp và công ty khai thác tài nguyên với mức lương cao. Còn người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mức thu nhập thấp. Đến năm 2009, hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã đứng lên biểu tình để phản đối sự phân biệt đối xử của người Hán. Theo nhiều nguồn tin, thế lực đứng phía sau kích động biểu tình là chính phủ lưu vong Đông Turkestan có trụ sở tại Washington, được thành lập năm 2004. Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành truy quét và bắt giữ những kẻ nổi loạn. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ sau đó đã chết hoặc biến mất một cách bí ẩn. Năm 2013, Trung Quốc khởi động sáng kiến Vành đai và Con đường, xây dựng các cơ sở hạ tầng tại Tân Cương nhằm giúp việc giao thương với nước ngoài thuận lợi hơn. Họ tiến hành lắp đặt cáp quang, xây dựng đường sắt, đường ống dẫn khí đốt và nhiều công trình khác. Điều đó biến Tân Cương thành một hành lang quan trọng của dự án. Vì vậy, những người Duy Ngô Nhĩ với ý định ly khai trở thành mối đe dọa cho sự ổn định trong khu vực. Năm 2016 đến 2017, Trung Quốc ban hành một loạt các chính sách nhằm chấn áp các thành phần Hồi giáo cực đoan như cấm che mặt hoặc để râu dài. Đồng thời, họ cũng xây dựng những trại giam quy mô lớn nhằm tống cổ hàng triệu người được cho là những kẻ nổi loạn vào trong đó. Những người này phải ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ bỏ niềm tin vào Hồi giáo. Họ bị tra tấn và ngược đãi như thú vật. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không thừa nhận điều này. Họ nói rằng các trại giam giữ đó là những trung tâm dạy nghề. Nếu thực sự là như vậy thì họ nên quay video trực tiếp để chứng minh cho thế giới thấy. Hiện nay, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền trên thế giới cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Anh, Mỹ, Canada và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc liên quan đến việc giam giữ và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Theo đó,
các quan chức này bị đóng băng tài sản tại các ngân hàng quốc tế và hạn chế đi lại ở những quốc gia ban hành lệnh trừng phạt. Nếu Trung Quốc không dừng lại, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhất là mối quan hệ với nhiều cường quốc lớn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại.